Xin mến chào tất cả các bác. Thì mời các bác đeo tai nghe để thẩm âm một bộ dàn mà em ghép cho các bác. Thì cái bộ cấu hình như này thì em có rất nhiều các cấu hình ghép cho các bác. Có nghĩa là các bác có thể có chọn được loa full này, chép kèn. Đấy, như đôi này, đôi 60124 từ neo cao cấp nhất bên em hiện tại các bác nhé. Sắp tới còn nhiều loa khác hiện đại hơn. Ở đây là 6015 bát 40 này các bác. Đấy, sub 718, sub 50 hoặc những đôi EV bát 30 chép kèn. Những đôi này thì em đi nắp phòng khá là nhiều vì tiếng bát cực kỳ hay và tiếng check cũng rất là sáng. Đấy, loa EV là dòng loa sách tay, hai bên thì không có một cái gì hết, nó có sách đằng sau thôi. Đấy, hoặc là những đôi loa nằm như là Yamaha KMS-1000, những đôi loa bãi, những đôi BB-1000, hàng China loại 1. Đấy, thì ghép với nó thì chúng ta có thể ghép sub 30 clip loại 1 China các bác nhé. Cục đẩy em có rất nhiều như là LA600, LA1000, P7000S, CA9, CA12, còn rất nhiều các loại khác. Công suất rất cao, CA40, CA84. Đấy, sắp tới có CA84 và sub 50 các bác nhé. Thì hôm nay em sẽ lên một cấu hình như sau, một chiếc FX100. Giá 1.400.000 đồng, chiếc LA1000 giá 1 triệu, giá 3.400.000 đồng, chưa bao ship. Một đôi loa KMS-1000 giá là 3.800.000 đồng, chưa gồm bao ship. Và một đôi và một chiếc sub clip giá là 3.000.000 đồng. Với một bộ cấu hình như này, bác nào lấy chọn bộ thì em sẽ tặng bác một chiếc mic. Chiếc mic rất là hiện đại, chiếc mic rất là bền, đi theo năm tháng. Em đã từng hát những chiếc mic này rất là nhiều các bác nhé. Thì mời các bác đeo tai nghe để thẩm âm các bác. Để em sẽ hát cái bài Thành Phố Buồn này. Thành Phố Buồn. Giờ không em soi